Cách mạng 4.0 đang hiện hữu và ngày càng rõ nét hơn với những tác động mạnh mẽ đến nhiều mặt của đời sống. 4.0 sẽ không chỉ là cách mạng của các doanh nghiệp lớn, của những người giàu có hay sở hữu nhiều công nghệ, mà đó là cuộc cách mạng của toàn dân, là cách mạng về sự sáng tạo của từng cá nhân. Và mỗi người Việt Nam đều có thể tham gia thông qua việc phát hiện vấn đề và nhu cầu. Trong cuộc cách mạng ấy, sự bùng nổ của ngành viễn thông và công nghệ thông tin chính là sức mạnh then chốt nhất để Việt Nam không chỉ không bỏ lỡ cơ hội mà còn có thể dẫn đầu trên con tàu 4.0. Với 4 thành phần quan trọng là kết nối, cảm biến, xử lý dữ liệu và lưu trữ dữ liệu. Ngoài nguồn lực chung từ cộng đồng, Viettel đang có hơn 2.000 lập trình viên, 5 data center, chuẩn công nghệ Tier 3, công nghệ điện toán đám mây, cùng hàng chục viện, trung tâm nghiên cứu và phát triển. Đó là những lợi thế đã có để Viettel tự tin về các thiết bị cảm biến, xử lý và lưu trữ dữ liệu. Thế nhưng, tất cả những lợi thế này được xây dựng dựa trên nền tảng đầu tiên, quan trọng nhất và cũng khó làm nhất. Đó là mạng lưới viễn thông để tạo ra những kết nối không giới hạn trong cách mạng 4.0. Viettel đang có hạ tầng truyền dẫn lớn nhất cả nước với gần 300.000 km cáp quang, 5 đường trục quốc gia, 1 đường trục kết nối 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và 6 hướng kết nối quốc tế với tổng dung lượng lên tới gần 17 terabit trên giây. Từ công nghệ ban đầu là PDH, SDH, Viettel đã đầu tư và nâng cấp lên DWDM và IP hóa 100 gigabit trên giây toàn bộ mạng truyền tải. Đây là nền tảng vững chắc để Viettel hội tụ đa dịch vụ và giúp mạng cố định băng rộng. Chỉ sau gần 3 năm đã có 7,5 triệu cổng kết nối công nghệ GPON. Cách đây 13 năm, lần đầu tiên thị trường viễn thông Việt Nam bùng nổ khi Viettel bình dân hóa dịch vụ 2G với một vùng phủ sâu rộng trên toàn quốc. 5 năm sau, Viettel tiếp tục tạo nên một cuộc cách mạng lần thứ hai về viễn thông khi đưa dịch vụ Internet đến người dân cả nước với mạng 3G phủ sóng đến 95% dân số và đường truyền cáp quang đến từng xã và từng hộ gia đình Việt Nam. Và đến năm 2017, Việt Nam đã có một mạng viễn thông 4G siêu tốc độ với công nghệ mới nhất, phủ sóng đến vùng sâu, vùng xa và chỉ trong thời gian nhanh đến kinh ngạc là 6 tháng. Một cuộc cách mạng mới lại bắt đầu, không chỉ đối với ngành viễn thông và công nghệ thông tin mà với cả quốc gia. Cuộc cách mạng kết nối mọi người, mọi vật với tốc độ hàng trăm megabit trên giây. Tất cả các trạm 4G của Viettel sử dụng công nghệ MIMO 4 thu 4 phát và được đánh giá là hiện đại nhất trên thế giới. Tốc độ download trung bình đạt từ 30 đến 50 megabit trên giây. Theo thống kê của GSA, trong số hơn 580 doanh nghiệp viễn thông toàn cầu cung cấp 4G, chỉ có dưới 10% nhà mạng sử dụng công nghệ này. Luôn lựa chọn và làm chủ công nghệ mới nhất chính là quan điểm xuyên suốt và quyết tâm của Viettel trên con đường kiến tạo một mạng viễn thông, công nghệ thông tin lớn mạnh, phục vụ đất nước và người dân Việt Nam. Trên con đường ấy, khái niệm về hạ tầng viễn thông đã thay đổi. Không chỉ còn là những chiếc cột phát sóng cao vài chục mét, mà giờ đây, mỗi gia đình, mỗi cây xanh, mỗi cột đèn, mỗi tấm biển, mỗi bức tường, mỗi vườn hoa hay bất kỳ sự vật nào trong đời sống đều có thể trở thành một trạm thu phát sóng. Chỉ bằng cách này, viễn thông mới có thể len lỏi sâu hơn và hiện diện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Mạng lưới viễn thông thông minh hơn để cuộc sống trở nên hiện đại hơn, để mọi người, mọi vật đều được kết nối. Đó cũng là sự sẵn sàng của mạng lưới Viettel để đồng hành cùng Việt Nam trên con tàu cách mạng 4.0.